gì đó em. Em nói tới đây, tới đây em nói mà nghe đi nè. À đây, anh đây, nói gì thì nói đi. Làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai công, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý. Chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ô ngô thấy có con lợn quay. Xôi đầy mâm, câu đầy bùa. Đầy muôn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Em ơi, tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Đôi khi mơ một giấc, thức giấc chung một giấc.
ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống theo một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một sương, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một anh đời. Anh đã từng kỷ lệ em, anh chẳng mình kỳ phục em được về nhà. Tôi tâm vẫn bị hoa hoa chẳng cùng em được chuyện gần xa. Nhưng ngày nào viết câu hát về người ta từ hơi bao đầu. Chỉ riêng cho này chung kia tôi về em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì những tháng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã ủng hộ phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những lời em thức muốn nhịn đói trên cơm. Anh rất yêu em và con bà nè, xin tiếp tặng hai mẹ con nhiều. Xuất hiện trên sân khấu, Văn Tâm hãy đưa Thu Hương tiến lên phía trên một bước, dành một cái cúi chào thay cho lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị kính mến, quả đúng là hai chữ tình yêu là một món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho loài người. Bởi vậy yêu và được yêu là điều hạnh phúc lớn lao vô bờ bến. Chính vì vậy nhà thơ Xuân Diệu cũng có véo von rằng: đố ai định nghĩa được chữ yêu? Có khó gì đâu một buổi chiều gặp người con gái thơ ngây ấy, để nhớ để thương vậy là yêu. Và tình yêu của Văn Tâm và Tú Hương cũng chỉ đơn giản từ khi hai em bắt gặp cái nhìn của nhau, thì họ đã thầm hiểu rằng họ đã tìm được một mảnh ghép riêng cho cuộc đời của mình. Và trải qua bao ngày đợi, tháng chờ, năm nhớ rồi lại đêm mong, trải qua bao mùa trăng tròn rồi lại trăng khuyết, để hôm nay con thuyền tình yêu đã đưa Văn Tâm và Tú Hương cập bến bờ hạnh phúc, vươn tới một đỉnh cao của tình yêu, đó là ngưỡng cửa hôn nhân. Và kính thưa toàn thể quý vị kính mến, tuổi xưa được các cụ vẫn thường bảo rằng trăm năm trong cõi người ta, để cho trai tài gái sắc thật khéo là chọn nhau, chuyện tình duyên có chiều cao, cha mẹ dạm hỏi thì cưới nhau cũng phải định ngày. Và ngày hôm nay là ngày không thể tuyệt vời hơn để Văn Tâm và Tú Hương nên duyên chồng vợ. Và trong giây phút trang trọng này đây thì không thể thiếu được, đó là hai bác trưởng đoàn của hai gia đình, là hai sợi dây tơ hồng gắn kết cho Văn Tâm và Tú Hương. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón hai bác trưởng đoàn. Bác trưởng đoàn của gia đình nhà trai là bác Tám sẽ đưa bác trưởng đoàn của gia đình nhà gái tiến ra ngoài sân khấu để có đôi lời phát biểu chào dâu. Xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn. Và quý vị cùng nổ những tràng vỗ tay thật lớn để chào đón hai bác trưởng đoàn đi ạ. Kính thưa tất cả quý vị kính mến, quả đúng là hôm nay thì sum họp chúc may tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng lại chung một nhà. Hai bác đã xuất hiện ngoài sân khấu, hai bác dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt, một cái ôm nồng thắm để kết chặt tình thông gia, cũng như vun vén cho Văn Tâm và Thu Hương. Nghĩa cử này thì quý vị đừng quên dành cho hai bác trưởng đoàn những tràng vỗ tay thật lớn ở nữa đi quý vị. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những lời vàng ý ngọc của hai bác trưởng đoàn từ hai gia đình. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn của gia đình nhà gái sẽ lên có đôi lời phát biểu chào dâu, cũng như có đôi câu dặn dò với Văn Tâm và Thu Hương. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các anh, các chị và khách quý của hai gia đình. Hôm nay được phép của hai địa phương, thuận tình của hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Thu Hương và Nguyễn Tam. Tôi đoàn họ gái hôm nay có vì đường xá xa xôi, có các cụ ông cụ bà, cha bác, các anh các chị cũng về đây, đặc biệt có bố cháu và có bà đại diện cho bà nội của cháu, được sự ủy quyền và nhau giao nhiệm vụ của đoàn họ gái, tôi xin thay mặt và phát biểu một số nội dung như sau. Thứ nhất, đối với hai cháu, chính thức từ ngày nay các cháu đã thành vợ thành chồng, đã là dâu hiền rể thảo của hai gia đình. Bác chúc cháu trăm năm hạnh phúc, từ đầu xanh cho đến tóc bạc răng long. Các cháu có một điều kiện rất thuận lợi. Thứ nhất là sinh ra và lớn lên của hai gia đình rất cơ bản. Thứ hai là các cháu được học hành
đến nơi đến chốn, nay đã đỗ đại học và có công ăn việc làm. Thứ ba là trong điều kiện kinh tế xã hội phát triển về mọi mặt, đặc biệt là công nghệ 4.0, các cháu có đủ trình độ để nhận thức nó và vận dụng vào cuộc sống gia đình của mình có hiệu quả hơn. Và đến nay các cháu đã trở thành một gia đình nhỏ đi vào biển đời. Có lẽ không chỉ có trời yên biển lặng, trời cũng có lúc có gió, có mưa, biển có thể gợn sóng, nhưng các cháu phải đoàn kết thống nhất với nhau, chung lưng đấu cật, thuận vợ thuận chồng cát biển đông cũng cạn. Và các cháu cứ lái con thuyền nhỏ của mình, vợ lái, chồng chèo, dứt khoát bác tin các cháu sẽ được đến bờ bến vinh quang. Và chúc các cháu cháu sớm có con, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Xin cảm ơn ông trưởng đoàn của nhà gái. Vâng, lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời chào tới tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác hai bên nội ngoại cùng các vị khách quý của hai họ ngày hôm nay có mặt tại hội trường tiệc cưới của cháu Nguyễn Tam và Thu Hương ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác cùng các vị khách quý, cháu Nguyễn Tam và cháu Thu Hương. Cháu Nguyễn Tam sinh ra và lớn lên là ở quê hương xã Yên Bài, Ba Vì. Cháu Thu Hương sinh ra và lớn lên ở tại thành phố Nam Định. Hai cháu học xong phổ thông thì đã chấp cánh tương lai cùng công tác tại thủ đô. Vậy hai cháu đã gặp nhau và tìm hiểu nhau cũng có thời gian đã chín mùi. Vậy được sự nhất trí của hai bên gia đình và hai bên chính quyền địa phương, hôm nay hai gia đình đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu Nguyễn Tam và Thu Hương. Vậy đoàn nhà ta chúng tôi đã có các cụ, con, các bà cùng toàn thể hai bên nội ngoại về tới thành phố Nam Định, đã có lễ xin dâu và được đón cháu về tới tại quê hương Yên Bài, Ba Vì để tổ chức một buổi lễ thành hôn cho hai cháu được thật trăm năm hạnh phúc. Vậy cho phép tôi xin được thay mặt họ nhà trai xin tuyên bố chính thức hai cháu giờ phút này là hai con của hai gia đình. Cháu Tam là một người dễ thảo, cháu Thu Hương là một người dâu hiền. Vậy thay mặt cho họ nhà trai chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, toàn thể hai bên nội ngoại của họ nhà gái đã bớt chút thời gian vàng ngọc đã đưa cháu về, cháu Thu Hương về tới đây để tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Vậy tôi xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời bào ý ngọc của hai bác trưởng đoàn. Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay.
hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, kính mến, thường ngày quý vị chỉ thấy chiếc rể Văn Tam trong bộ áo vải quần may. Hôm nay trong bộ trang phục com lê cà vạt của cô dâu thì thường ngày chúng ta chỉ thấy trong bộ hôm nay thì trong bộ có một bộ váy phủ một màu trắng tinh. Đi bên chiếc rể thì mắt đang lúng liếng đưa tình, còn chiếc rể tim đang đập rộn ràng ước ao. Ước ao được chung gối chung chăn, từ nay thì chung cha chung mẹ chung bà chung ông, đi làm thì chung cả một cánh đồng, mà đem về để chung một chiếc vòng tình yêu. Và còn rất nhiều điều chung nữa. Thường ngày thì chú rể vẫn thường nói với cô dâu rằng: Thu Hương ơi, giá như anh lấy được nàng thì anh đến sẽ mua cả gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng. Nếu như anh lấy được nàng thì anh đây sẽ mua cả nhẫn vàng để đeo tay. Và điều ước đó thì ngày hôm nay đã trở thành sự thật rồi, đúng không ạ? Chú rể đã chuẩn bị đôi nhẫn của mình chưa ạ? Chú rể rất sẵn sàng rồi. Ngay sau đây thì quý vị cùng hướng những ánh nhìn sân khấu để quý vị cùng chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể. Chú rể Văn Tam và cô dâu Thu Hương sẽ trao trọn cuộc đời cho nhau bằng một kỷ vật, đó là đôi nhẫn cưới. Chú rể hướng về phía cô dâu đi ạ. Cô dâu thì hướng về phía chú rể. Chú rể lấy chiếc nhẫn của mình ra đi ạ. Đôi tay thì nâng đôi tay của người vợ thân yêu của mình lên ạ. Hạ thấp cái đầu gối bên phải xuống và dành một lời cầu hôn thật ngọt ngào đối với Thu Hương đi ạ. Và quý vị cùng chứng kiến giây phút này, và quý vị cùng nổ những tràng vỗ tay thật lớn và thật giòn giã đi quý vị. You look so beautiful in white. Sau phần kính thưa toàn thể quý vị, kính mến, chiếc nhẫn còn lại Thu Hương sẽ đeo vào ngón tay của người chồng thân yêu của mình. Và kính thưa toàn thể quý vị, cô dâu chú rể trao cho nhau cặp nhẫn yêu thương. Chiếc nhẫn nó có hình tròn, nó tượng trưng cho tình yêu của Văn Tam và Thu Hương dành cho nhau, không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc, tượng trưng như một tình yêu cứ xoay vòng mãi nơi con tim của hai người. Và tôi cũng như tất cả quý vị chúng ta đều kính chúc cho Văn Tam và Thu Hương trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Liên tục những món quà dành tặng cho Văn Tam và Thu Hương thì ngay sau đây hai em sẽ cùng tiến sang bên phía bàn bánh mà sự kiện bánh rượu cưới hỏi Thanh Thịnh đã chuẩn bị rất chu đáo để dành tặng cho hai em trong ngày hôm nay. Văn Tam và Thu Hương sẽ cùng tay trong tay thắp lên chiếc bánh gato đã được phủ đầy mật ngọt, tượng trưng cho một tình yêu son sắt. Và kể từ nay thì Văn Tam và Thu Hương sẽ cùng tay trong tay chia ngọt sẻ bùi và cùng dựng xây một tương lai tươi sáng và bền vững hơn. Tiếp theo đi ạ, liên tiếp vào những món quà dành tặng cho hai em sẽ cùng tay trong tay tiến sang bên phía bàn rượu để cùng rót lên tháp ly rượu tình yêu của mình. Chai rượu đầu tiên đi ạ. Chú rể bóc chai rượu đầu tiên ra, lắc thật mạnh đấy ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chú rể đang rất miệt mài để bóc những chai rượu của mình ra. Và chai rượu đầu tiên là chai rượu tình, nghĩa là chai rượu của Văn Tam và Thu Hương dành chọn cho nhau cũng như chuẩn bị. Chú rể bình tĩnh đấy ạ, lấy móng tay gạt lên đi ạ. Một trọng tay quý vị đi ạ. Thu Hương và Văn Tam sẽ cùng tay trong tay rót lên tháp ly rượu tình. Chai rượu đầu tiên là chai rượu tình yêu của Văn Tam và Thu Hương. Và kính thưa toàn thể quý vị, kính mến, quý vị đang thấy dòng rượu xung quanh màu hồng đang tuôn chảy, tượng trưng tình yêu của Văn Tam và Thu Hương dành chọn cho nhau như dòng rượu đang tuôn chảy từ nơi hai con tim Nam Định và Hà Nội, và giờ nó lại gắn kết được một điểm, đó là nơi con tim của Văn Tam và Thu Hương. Quý vị đang chứng kiến giây phút này thì quý vị cùng hướng những ống kính của mình lên để chứng kiến giây phút hạnh phúc này đi ạ. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Lấy bóng tay hất lên em. Những chảo vô tay của quý vị đâu ạ? Cổ vũ cho chú rể Văn Tam đi ạ. Chú rể và cô dâu rót vào 6 cái ly để chiếc bàn đi ạ.
love that seems so far. Và trong ly rượu hiếu này thì xin được trân trọng kính mời ông bà Phan Lạc là song thân phụ mẫu của Văn Tam sẽ tiến sân khấu để nâng lên rượu cùng với hai con. Xin được trân trọng mời ông bà Phan Lạc. Và cũng không quên xin được trân trọng mời hai bác trưởng đoàn của hai gia đình sẽ tiến sân khấu để nâng ly rượu cùng với hai con, chứng kiến giây phút hạnh phúc cũng như nhận ly rượu kính yếu của Văn Tam và Thu Hương. Xin được trân trọng mời hai bác trưởng đoàn, bố của cô dâu Thu Hương nữa, quý vị cùng nổ những tràng pháo tay thật lớn để chào đón đại gia đình đi ạ. Cô dâu và chú rể sẽ chung nhau một ly rượu ạ. Văn Tam rót nốt ly rượu vào em. Ở dưới thì quý vị chuẩn bị cho mình những ly trà chưa? Quý vị lấy trà làm rượu và quý vị cùng chuẩn bị nâng ly trà của mình lên. Nghe MC đếm ngược, cô dâu chú rể hướng về nhau đi ạ, lồng tay vào. Và gia đình nhà mình nghe đến chúc mừng hạnh phúc từ tất cả quý vị, gia đình nhà mình sẽ cùng nâng ly lên được không ạ? Và đếm được cho quý vị 3, 2, 1. Chúc mừng hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời gia đình. Gia đình nhà mình cùng ly và cùng cạn ly đi ạ. Chúc mừng cho hai con cũng như chứng kiến ngày trưởng thành của Văn Tam và Thu Hương, ngày lên ngôi của tình yêu. Đó là bước cửa hôn nhân của Văn Tam và Thu Hương hôm nay. Tất cả quý vị cũng như đại gia đình đều kính chúc cho hai em trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Xin được trân trọng cảm ơn hai gia đình, cảm ơn hai bác trưởng đoàn, cảm ơn cha mẹ. Xin trân trọng mời hai bác trưởng đoàn sẽ cùng tiến đến phía dưới để tiếp tục kể những câu chuyện tình yêu của chiếc bàn tiệc trà tình nước để dành tặng cho Văn Tam và Thu Hương. Và kính thưa toàn thể quý vị kính mến, tiếp theo sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời nữa, đó là những phần quà của cha mẹ ông bà Phan Lạc sẽ dành tặng cho hai con. Xin được trân trọng mời cha mẹ dành tặng quà cho hai con đi ạ. Công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong buồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và ngày hôm nay hai con nên duyên chồng vợ, cha mẹ cũng có những món quà nho nhỏ để làm bước đệm cho hai con bay xa vươn cao hơn nữa trong tương lai. Thay lời cho chú rể Văn Tam, cô dâu Thu Hương, xin được cảm ơn cha mẹ, chúc cho cha mẹ luôn luôn bình an, luôn luôn mạnh khỏe, luôn là cây cao bóng cả để hai con nương tựa, để hai con vươn xa bay xa hơn nữa trong tương lai. Xin được cảm ơn cha mẹ. Và những chàng có tay quý vị đâu ạ, dành tặng cho gia đình đi ạ. Đây là những hình ảnh hết sức xúc động và tuyệt vời ạ. Nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn cô chú. Mời cô chú quay trở lại với hàng ghế trang trọng nhất để tiếp tục xơi chầu trà thứ nước kể tiếp câu chuyện tình yêu dành tặng cho Văn Tam và Thu Hương. Và kính thưa toàn thể quý vị, hết hồi hộp này đến hồi hộp khác, từ đầu đến giờ thì quý vị được dự buổi lễ thành hôn của Văn Tam và Thu Hương đúng không ạ? Lễ thì có rất nhiều lễ rồi đúng không ạ? Gần đây nhất là lễ trao quà. Thành thì hôm nay Văn Tam và Thu Hương đã thành đôi, thành vợ thành chồng, cũng như thành ý của tất cả quý vị về đây với Thu Hương và Văn Tam. Nhưng quý vị đã thấy có một nụ hôn nào chưa? Có chưa? Chưa. Chúng ta đi dự lễ thành hôn mà không đủ, chúng ta phải đòi quyền lợi đúng không ạ? Ngoài việc dự cô dâu chú rể hạnh phúc ra, chúng ta còn phải được xem hôn nữa đúng không ạ? Nhất là các bạn của Văn Tam và Thu Hương, đồng ý không ạ? Có to lên ạ. Cho một tràng vỗ tay thật lớn lên ạ. Vâng. Ngay sau đây thì Văn Tam và Thu Hương sẽ dành cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào trên sân khấu này. Hôm nay hai em đã chính thức nên vợ nên chồng. Văn Tam và Thu Hương sẵn sàng chưa? Và đặc biệt hơn nữa, nếu chú rể Văn Tam mà hôm nay mà hôn vào môi thì sinh một trai một gái, vào má thì ba gái, vào trán thì ba trai, chú rể hôn ở đâu ạ? Môi là cái chắc rồi ạ. Có nhiều đôi không nghe MC đẻ ba con gái cứ trách mãi. Đấy, cho nên là đừng hôn vào đâu khác ngoài môi em nhé. Và quý vị cũng chuẩn bị hướng ống kính lên và đếm thật lớn từ 1 đến 3 để chú rể thực hiện nụ hôn này. Và nụ hôn sẽ kéo dài hết một bản nhạc, thiết lập một kỷ lục nụ hôn dài từ Hà Nội đến Nam Định, được không ạ? Được không ạ? Nếu như bản nhạc chưa kết thúc mà dừng lại thì có nghĩa là chưa đạt kết quả. Và phải thế nào ạ?
chưa được thì phải thế nào, làm lại đúng không ạ? Đúng không ạ? Quý vị chuẩn bị sẵn sàng chưa? Và chú rể sẵn sàng chưa? Cô dâu và chú rể hướng về phía nhau đi ạ. Rồi, đôi tay của cô dâu để lên bờ vai của chú rể và chú rể để lên bờ eo của cô dâu. Và quý vị cùng chuẩn bị đếm được chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Trong vòng nhanh thế à, nhìn thấy gì chưa? Chưa nhìn thấy gì đúng không ạ? Bắt đầu lại được không ạ? Nhau hát ca đẹp như giấc mơ. Văn Tam ơi, em vừa bị hôn đúng không hay được hôn? Em bị hôn hay được hôn? Nhà gái đang thua 1-0 đúng không ạ? Thu Hương gỡ cho nhà gái không em? Anh nhớ là ở thiên trường sân lạnh chay Nam Định là hùng lắm đấy, tại sao mà để thua 1-0 em? Gỡ đi ạ, có gỡ không ạ? Thu Hương gỡ không em? Không, Thu Hương bảo thôi để tối em gỡ anh ạ. Tối chắc là gỡ nhiều lắm đây. Và quý vị cùng nổ 100 vấn đề thật lớn nữa dành tặng cho Văn Tam và Thu Hương đi quý vị. Rất tuyệt vời trên sân khấu này đúng không ạ? Xin được cảm ơn Văn Tam và Thu Hương. Hai em xuống phía dưới đi đến được bàn mời trà mời nước đi. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Tôi thay mặt cho gia đình xin kính mời và trân trọng kính mời các cụ, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác hai bên nội ngoại của hai họ nhà trai nhà gái và các vị khách quý. Chúng ta hãy sang bên tiệc mừng hạnh phúc cho hai cháu Văn Tam và Thu Hương để chúng ta cùng nâng ly rượu chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu và mừng cho gia đình ông Khan bà Đàn nhà chúng tôi. Xin cảm ơn ạ. Mas
Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân.
nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3 vô, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha.